Mình test luôn cho nóng nha các bác. Đây là máy 22 nè, 95 nè. Giờ thử luôn. Vì ở trong xưởng giờ trời tối quá cho nên không thể nào quay được. Bây giờ thử ở ngoài luôn. Con này số khung nó mờ quá. Ta coi đây nè. Cái bác cái giá con này 22 đi. Rồi. Giờ mới nấy con tay mà không được đứng lắm trời. Thôi để quay sau đi, cứng ngắc rồi, cứ mở ba con mà nó cứng quá. Thái gặt nha các bác. Lên cầm vô. Vô. Lên dồi ơi. Rồi được rồi.
mới gắp hàm vô, chưa có gắn vô lại nha. Thì giờ điện như bình thường. Cái này đời đầu cho nên cabin của nó màu đen. Đây cũng còn hai chiếc đây nha các bác, hai chiếc 95 đây. Lên máy luôn cho người ta về.